Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình thời sự này, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy công bố quyết định về việc điều động và chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy Mường Trà và Mường Ảng nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố Điện Biên Phủ họp ban chỉ đạo kiểm tra đôn đốc tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang quản lý 9 nghĩa trang liệt sĩ với tổng là 6.537 mộ liệt sĩ, trong đó 1.556 mộ liệt sĩ có đủ thông tin và 4.981 mộ liệt sĩ chưa xác minh được thông tin. Đây là thông tin tại hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Sự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh có liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chương trình mục tiêu giảm nghèo nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển. Mục tiêu nhiệm vụ này được thể hiện đậm nét trong các văn kiện của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, các chiến lược, kế hoạch, đề án, chương trình của Chính phủ. Giai đoạn 2016-2020, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục qua các năm trên phạm vi cả nước, các vùng miền, đặc biệt là sự chuyển biến về nhận thức, hành động của người dân, trong đó có người nghèo. Tổng nguồn lực đã được bố trí huy động để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2016-2019 là khoảng gần 93.300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu chiếm 45,3%. Từ nguồn kinh phí trên đã phát huy tác dụng, hỗ trợ có hiệu quả cho hộ nghèo, người nghèo thông qua các chương trình chính sách như chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Như vậy, sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43% trên năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn 27,85%, ước cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4% trên năm, kế hoạch giảm từ 3-4% trên năm. Kết quả giảm nghèo đã góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết Quốc hội đề ra. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng còn những tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn tới, như kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo mới còn cao, còn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư, công tác rà soát tích hợp chính sách giảm nghèo còn chậm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tôi xin nhắc lại giảm nghèo không chỉ bằng trí tuệ mà cả trái tim. Thủ tướng dẫn lời dạy của Bác Hồ, nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Chừng nào còn có người dân bị đói rét hay không có tiền chữa bệnh, đi học là chúng ta có lỗi và chúng ta phải cố gắng khắc phục điều này. Thủ tướng đề nghị cả nước triển khai phong trào mới, mỗi xã, mỗi huyện xây dựng một mô hình giảm nghèo tiêu biểu phù hợp với địa phương mình. Với cách làm sáng tạo hơn nữa, giảm nghèo bền vững bắt đầu từ trẻ em, cần đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn con người. Các địa phương có điều kiện phát triển khá hơn, nhận hỗ trợ các huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Chính quyền phải sát dân hơn, nắm vững từng hộ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể. Sáng nay tại huyện Mường Trà, tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về việc điều động và chỉ định đối với đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy. Dự và trao quyết định có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban xây dựng đảng. Tại buổi công bố quyết định, đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định số 298/QĐ-TU ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mường Trà nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020.
Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của đồng chí Nguyễn Trường Giang trong suốt quá trình công tác. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, cũng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng ở vị trí công tác mới, đồng chí Nguyễn Trường Giang sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sớm tiếp cận công việc để cùng với tập thể Ban chấp hành Ban thường vụ Huyện ủy Mường Trà tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị huyện Mường Trà giai đoạn 2021-2025 vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trường Giang cảm ơn sự tín nhiệm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng quyết định điều động, phân công nhiệm vụ công tác tại Huyện ủy Mường Trà, đồng thời hứa sẽ phấn đấu cống hiến cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng. Chiều nay tại huyện Mường Ảng, Tỉnh ủy cũng đã tổ chức trao quyết định điều động và chỉ định cán bộ đối với đồng chí Hà Quốc Thịnh, Phó trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 299 QĐTU ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hà Quốc Thịnh, Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh được điều động tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mường Ảng nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Hà Quốc Thịnh và đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc mới, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể cùng đội ngũ lãnh đạo huyện xây dựng huyện Mường Ảng ngày càng phát triển. Đồng thời lưu ý, Mường Ảng là huyện có rất nhiều tiềm năng lợi thế, nhiều nét độc đáo về văn hóa, do vậy đồng chí Hà Quốc Thịnh cần phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, thể hiện rõ khả năng trí tuệ trong chỉ đạo điều hành cùng tập thể lãnh đạo huyện phấn đấu đưa Mường Ảng trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Hà Quốc Thịnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao cho trọng trách mới. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ khó khăn. Đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo huyện Mường Ảng đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo các cấp để hoàn thành tốt trọng trách của mình. Chiều nay, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 13 năm thành lập công ty. Đến dự có đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên được thành lập tháng 12 năm 2007. Sau 13 năm hình thành và phát triển, công ty đã trồng được gần 3.740 ha cao su. Năm 2020 là năm thứ tư công ty chuyển sang giai đoạn kinh doanh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, giá cả mủ cao su có nhiều biến động. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã nỗ lực, quyết tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công ty tiến hành mở cạo mủ từ tháng 4 và đến đầu tháng 12 năm nay đã thu hoạch được trên 2.700 tấn mủ quy khô, về trước kế hoạch 22 ngày. Và đến hết năm 2020 sẽ khai thác được 2.839 tấn mủ quy khô, đạt 105% kế hoạch. Chất lượng sản phẩm mủ đạt yêu cầu kỹ thuật. Quá trình khai thác, công ty luôn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn cây ổn định và bền vững. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng cao su, đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động với mức thu nhập bình quân đạt hơn 4,7 triệu đồng trên người trên tháng, không để xảy ra nợ đọng bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả mà Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã đạt được sau 13 năm thành lập và phát triển. Đồng thời lưu ý, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ diện tích rừng cao su hiện có, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo nâng mức sống của người lao động. Đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Tập đoàn Cao su Việt Nam tiếp tục quan tâm đến địa bàn vùng sâu vùng xa, trong đó có Điện Biên, để cây cao su phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có thư khen và Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 6 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên tặng giấy khen cho 8 tập thể và 35 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
Hôm nay 11 tháng 12, Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng trên năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 6 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 263 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch tỉnh giao. Sản lượng lương thực ước đạt 20.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt là Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đề ra. Năm 2021, Đảng bộ thành phố đề ra các mục tiêu, cụ thể tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư và thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển đô thị, quản lý đất đai. Cũng trong ngày hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Trà đã tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, đồng thời đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Trong năm 2020, huyện ủy Mường Trà đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 21.800 tấn, tăng hơn 300 tấn so với năm 2019. Tổng đàn gia súc có trên 42.500 con, tăng trên 8.000 con so với năm 2019. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%, tăng gần 1%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 218 tỷ đồng. Toàn huyện có 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập, chống mù chữ. Mạng lưới y tế được củng cố, cơ sở vật chất được đầu tư, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. 97% dân số thị trấn dùng nước sạch, trên 87% dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh. Toàn huyện có trên 5.300 gia đình đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn hơn 49%, giảm hơn 4% so với năm 2019. Tình hình an ninh chính trị ổn định, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Trà đề ra 16 mục tiêu cụ thể, 6 giải pháp chủ yếu trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hôm qua, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức họp Ban chỉ đạo kiểm tra đôn đốc tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Cuộc họp đã thông qua các văn bản của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên, đồng thời nghe báo cáo tiến độ thực hiện các điểm tái định cư số 1, số 3, số 3 mở rộng. Tiến độ kiểm tra công tác kiểm đếm, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, làm rõ một số vấn đề về nguồn vốn đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư, đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến thực hiện dự án. Để triển khai thực hiện và bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tổ chức thực hiện công tác kê khai kiểm đếm toàn bộ diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án làm cơ sở lên phương án tính toán đền bù ngay sau khi Chính phủ phê duyệt. Riêng đối với Nghĩa Trang Cộng Hòa cho phép tính toán đền bù để chi trả động viên người dân di chuyển phần mộ trước Tết âm lịch 2021. Đối với dự án tái định cư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 10 tháng 12 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 tỉnh, đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dựa trên cơ sở cung cấp thông tin cán bộ và nhân dân, đối chiếu với lịch sử, truyền thông và gặp gỡ thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, người cao tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang quản lý 9 nghĩa trang liệt sĩ với tổng là 6.537 mộ liệt sĩ, trong đó 1.556 mộ liệt sĩ có đủ thông tin, 4.981 mộ liệt sĩ chưa xác minh được thông tin với lý do thời gian chiến tranh đã lùi xa, các nhân chứng nắm được thông tin về liệt sĩ còn ít, tuổi cao, trí nhớ suy giảm. Tài liệu, sổ sách, hồ sơ quản lý các thông tin về liệt sĩ được bàn giao qua nhiều thế hệ, ghi chép thiếu thông tin, không đầy đủ.
Thời gian tới, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ, thường xuyên rà soát chính sách hỗ trợ cho người cung cấp thông tin, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trong quý 4 năm 2020. Chiều nay, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng. Quy chế được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai đơn vị trong việc phối hợp triển khai những biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và quản lý xây dựng. Nội dung phối hợp được thể hiện trên nhiều mặt như phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị về lĩnh vực an ninh trật tự và xây dựng, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, tuyên truyền xây dựng, củng cố phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình. Văn phòng Công an tỉnh và Văn phòng Sở Xây dựng là đầu mối trực tiếp theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế này. Tại buổi ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đã khẳng định việc xây dựng quy chế phối hợp là rất cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực xây dựng. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và Sở Xây dựng, lãnh đạo hai ngành đã ký kết quy chế phối hợp. Nhân dịp này, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho ông Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng vì đã có những đóng góp quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sáng nay 11 tháng 12, Công ty Điện lực Điện Biên phối hợp với Trung tâm Huyết học, Truyền máu tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 năm 2020. Gần 80 đơn vị máu thu được qua chương trình đã góp phần tạo thêm nguồn máu dự trữ, giúp các bệnh nhân cấp cứu thiếu máu có cơ hội được cứu sống. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 năm 2020 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động diễn ra từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam và tháng tri ân khách hàng của EVN. Hưởng ứng tuần lễ, đã có gần 100 cán bộ công nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Hàng năm ấy, đối với lại Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với lại Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo của tỉnh Điện Biên cũng như là Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Điện Biên tổ chức là tuần lễ hồng và lần này là lần thứ 6 với một cái ý nghĩa là chia sẻ giọt máu đào và vì trách nhiệm đối với cộng đồng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã kết hợp với lại cái tháng tri ân khách hàng vào là tháng 12 hàng năm cũng được là đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia hưởng ứng vì những cái nghĩa cử cao đẹp cũng như là trách nhiệm đối với lại xã hội, đối với cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo có nghĩa cao cả, góp phần cứu sống và mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân. Hiểu được giá trị nhân văn đó, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Điện lực Điện Biên luôn xác định việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng của công ty. Chính vì vậy, từ năm 2015 đến nay, hưởng ứng chương trình Hiến máu nhân đạo tuần lễ hồng EVN do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Điện lực Điện Biên đã tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên của công ty tham gia. Đặc biệt từ các chương trình tuần lễ hồng EVN, Điện lực Điện Biên đã đóng góp gần 1.000 đơn vị máu cho ngân hàng máu của tỉnh. Phong trào hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên thì hàng năm thì ngoài cái hiến máu của tuần lễ hồng EVN tổ chức ra thì đoàn viên thanh niên cũng tham gia cái hành trình đỏ do Hội chữ thập đỏ phát động. Thì mỗi lần hiến máu thì khoảng được 20 đơn vị máu tham gia hiến máu này thì cán bộ công nhân viên cũng phát huy được cái vai trò của mình mặc dù là hàng năm cũng rất là bận nhưng mà cán bộ công nhân viên đều tham gia và hiến máu để nhằm cứu chữa những người bệnh gặp khó khăn. Bản thân tôi thì cũng hiến máu đến nay cũng đã là khoảng 15 lần, tất nhiên là cũng trong nhiều năm. Thế nhưng mà qua những lần hiến máu thì tôi thấy về sức khỏe và về các cái tức là sinh hoạt cá nhân và các cái hoạt động thì tôi thấy nó rất bình thường, không vấn đề gì. Và tôi thì bản thân vẫn thường xuyên vận động bạn bè hoặc người thân, người gia đình vẫn có thể là tiếp tục hiến máu. Thì vẫn nói mọi người là cái hiến máu này
là máu nó sẽ tự sản sinh ra, nên không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Hoạt động hiến máu cứu người này thì tôi thấy là nó không rất là nhân văn, mà mình còn cảm thấy là đó là ngoài cái nhân văn nó có nhân đạo và thấy rất là hữu ích. Ví dụ như là một số các cái nước hoặc một số nơi có thể người ta còn hiến tặng, hoặc những người hiến tặng hoặc là hiến máu thì tôi thấy mình hiến máu không ảnh hưởng gì cả, thì chẳng lý do thì mình không hiến. Vạn trái tim, một tấm lòng, chương trình hiến máu nhân đạo tuần lễ hồng EVN được Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức thường niên, không chỉ mong muốn đóng góp một số lượng máu nhất định cho các bệnh nhân đang cần máu, mà còn góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân về giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, vận động mọi người hăng hái tích cực tham gia hiến máu, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần tình nguyện và nghĩa cử đáng quý của cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên trong công ty trong việc hiến máu cứu người. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo thực hiện chính sách pháp luật và thực hiện một số hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay, cách tiếp cận về bình đẳng giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, những bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực lao động, việc làm, trong giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, gia đình, trong lãnh đạo quản lý, những thách thức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, những khó khăn về pháp luật, chính sách và thể chế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ của Đảng, đồng thời chia sẻ một số kỹ năng cần quan tâm khi truyền thông về bình đẳng giới, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng tranh luận, đối thoại, một số loại hình hoạt động, bài học kinh nghiệm về tổ chức hoạt động truyền thông thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ lãnh đạo quản lý. Hội thảo nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật và hoạt động truyền thông để các đại biểu có thêm nhiều thông tin, bài học kinh nghiệm, từ đó có các giải pháp chỉ đạo hiệu quả việc lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới trong kế hoạch của địa phương, đồng thời triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đảm bảo thiết thực hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.